Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Ala Bio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Thì ba mẹ em đồng ý. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào cô Hồng Vân và chú bây Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi. Em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay 26 tuổi. Bi hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em. Đó là Bi là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn. Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ? Tụi em quen trên Facebook. Em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Ông này có rất là nhiều tài. Ông này rap nè rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam thì ông này ông mới rủ em là đi chơi không? Thích rồi. Thật ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này? Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm, lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn, rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi, em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá, em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em. Cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy, nhưng mà cô không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi em không quen được, xa lắm. Sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ ba cũng mới chịu. Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á, thì lúc đó cái em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh ơi anh đang làm gì đó? Nhưng mà ba bên gia đình em á, khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn thì ba mẹ em đồng ý. Mà không những như vậy, rất 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 chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á thì em cũng rất là thích mẹ vợ. Tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc. Tại vì em nghĩ là trời ơi thích gái người ta mà. Lấy lòng gia đình. Lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ lấy vợ lòng, mà. Lấy lòng. À không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Bên này ông khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi, còn mẹ em thì là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng với nhau? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn. Nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái chồng em cũng stress rồi ở có một mình à. Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong.
Rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về, hai vợ chồng ở chung, thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai, trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà thấy con em giấu á, nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới tại đi vì hứa, tại vì hứa em quen năm cưới mà. Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi, mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới không? Thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi, với mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói vậy nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển. Cái mẹ khóc quá trời, mẹ khóc. Chịu mà, cho khóc mà. Khóc luôn, sợ, khóc. Ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mà em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là nhà. Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà? Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít, rất là ít đi chơi. Khi em nói là em ơi, em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua bên đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa, cái gắt đó, ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi, anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ sợ nhưng mà cũng kiểu thích thích, tại vì không có không biết làm sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm vậy. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn. Là ông nói trời ơi, ngủ gì con gái góc gì mau ngực. Đó, cái ông choàn luôn cái tay, mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông, em nói trời ơi, anh có xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chuồng có mở trong một giây luôn. Em mình hết hồn. Nhiễn quá, thao tác quá nhiễn. Một cái em hết hồn, em nhìn lên cha dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam. Thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lò cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ổng cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đó. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng lên Google tá loại hết trơn luôn. Mà học sao để em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm, cha mang cái quần xà lõn thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi. Cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xơi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt á, mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. Ê mà mang áo dây vô phải không? Là ổng ghê lắm. Ổng làm cái kiểu vậy nè. Ổng làm cái ghê lắm, kiểu ổng làm giống như là thú vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xơi cái miếng thịt đó không? Không. Không sao, heo quèo luôn. Nhưng mà Bi là Bi dê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc muối? Dê thiệt. Dê thiệt ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái là trời em giả bộ em cúi xuống một xíu đi, ê cái này dơ quá rửa cho. Nói là em là để ổng heo quèo phải không? Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em nó hay bỏ đi. Ông để em héo queo 2 tháng trời, ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận cái đòi ly dị cái bỏ đi. Cái thành ra bây giờ đòi ngược lại, ý là đòi dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á, không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Vậy hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á,
đúng không? Là dạ. Tật đó tật tốt mà. À. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình, dê vợ người khác. Đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của Muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Ừ. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bên bển đi ăn uống đúng không? Ừ. Nói vợ em nói, ừ qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ. Đi chợ xách đồ, đi xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao. Lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em. Em qua em cũng xách đồ cái vợ em nói. Đã xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu. Trời anh, sao dạo này nhìn anh đẹp quá. Anh lực lưỡng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn. Trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập trời. Gym, ông đi tập gym. Cái em thích quá anh. Cái em xách quá trời luôn. Em xách mà từ sáng tới chiều mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu. Vợ em đi buôn. Em xách muốn chết luôn. Vợ em đi buôn 40-50 kg. Đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả Bi? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy cũng... xong rồi em kéo em làm. Rồi bạn có xách gì không? Em đâu có cho tới xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa tráo trở vậy sao? Vậy cái em nói là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày trời em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao? Mày lại gì? Gian manh tráo trở đó. À, ngồi ở đây có ly nước rồi đó, không bao giờ lấy nha, mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi, lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu mà em cứ nghe là anh ơi hoài lúc mà em mở cửa mới bả kêu gì tôi đang tắm mà kêu gì bị ảo thanh luôn bị ảo thanh, thanh luôn nghe nè. Nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không, giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em kiếm ra em kiếm ra rồi dưới chân em nè đó rồi thôi. Lúc đó em cũng bực lắm đấy. Thôi đừng hơn thua anh chút xíu nữa chửi. Em hay nói vậy nè, cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi. Anh thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu. Mà giờ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Đó. Không, người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ đi em đi làm móng tay, móng chân, làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha. Rồi người ta nhìn vào người ta không có khen em mà người ta khen cái ông chồng này trời ơi tốt tính quá à. Là anh tuyệt vời đúng không, là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ, cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á, nhưng người ta nghĩ là trời ơi cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn. Đó rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ diện nguyên đi, thế này là cứ nguyên okay bản đi đúng không? Còn Muối sao? Chồng em hả? Hiểu mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, có một đợt đi Thái nhạy cảm thiệt sự, hai vợ chồng chồng em mới nói vậy nè, cái này hơi tế nhị chút xíu, mình mua toy đi, ông cứ xúi giục em mua cái mình đi mình trốn trong đi cái ở ngoài á. Người ta chưng ở ngoài mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua mà kêu em. Em mới nói là em đi tới mua đi, người ta em muốn chồng em quá trời ngại luôn, rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi sợ quá hoảng hồn quá. Em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à, bà lớn thế nào. Cái bà hỏi là cái này bao nhiêu tiền, cái bé đó nói 650 baht, cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi. Bà nói mà nó tuốt đầu xa luôn, cái gì mà mắc quá vậy, chạy giá không 650 baht gì có chút xíu vậy mà mắc quá. Cái bà trời mua lẻ đi, người ta đi vô kìa, đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp mua mua dưới luôn anh. Người ta đi qua hai đứa tổn ten đi về cũng chết. Rồi mà em cũng dặn chồng... vợ em kỹ lắm, em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất, chứ không thôi á thấy mấy đứa nhân viên nó thấy đó, nó nhìn em mà cặp mắt khác. Cái rút cuộc hai vợ chồng cất giấu kỹ quá, cái mất tiêu rồi. Tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả. Bà bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn thôi. Nó giờ không muốn vậy thay đổi rồi. Gì đâu, vậy thôi đúng không? Chỉ cần bây giờ cứ mạnh dạn là thôi. Ừ, rồi. Nhân đây á Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh, với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng, và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời.
cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn trong cái cuộc sống của mình. Thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng. Con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình đúng phải vậy. Hỗ trợ và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào. Đó, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai đứa nha. 3 năm rồi bây giờ mới có dịp lên đây để gửi lời cảm ơn đến Hằng. Cảm ơn Hằng rất là nhiều vì đã gửi tới cho mình một bạch mã hoàng tử. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện của một cặp vợ chồng thứ hai. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón cặp vợ chồng này. Rực rỡ quá ha. Trời ơi, tôi nhìn cái phọt cô dâu tôi ganh tị dễ sợ luôn á, thực sự mà nói. Em nhìn em cũng ganh luôn á chị. Nhìn em ganh hết sức luôn vậy đó. Rồi, xin chào hai bạn nha. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Đỗ Văn Cửu, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở phòng kinh doanh của một công ty. Và đây là vợ của em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em là Tuyết Vân, năm nay thì em tròn 29 cái xuân xanh rồi. Hiện tại công việc của em là vừa là mẹ bỉm sữa, vừa làm YouTuber tự do. Là gì? YouTuber? YouTuber tự do. YouTuber thường em nói về cái vấn đề gì ạ? Dạ, kênh của em làm về kiến thức văn học cộng với giải trí. Hai bạn là quê ở đâu? Em là quê ở Bình Định. Bình Định. Vợ? Dạ, em cũng vậy luôn ạ. Mới hôm qua, mới vừa tới Sài Gòn thôi. Hôm qua là mới vô đây luôn? Dạ. Là vào đây để tham gia chương trình Vợ Chồng dạ, Son. Dạ đúng rồi. Em rất là hâm mộ chị Vân. Rất là hâm mộ anh Thuận luôn. Trời ơi, nghe nó đã gì đâu, hâm mộ hai anh chị vượt đường xa xa xôi từ Bình Định vào trong đây. Bây giờ Cửu với Vân kể cho anh chị nghe. Vậy là ngược thời gian nè, bây giờ nè. Ngược thời gian. Tua nè. Đó. Tua lại. Câu chuyện tình cảm của các bạn nó nảy nở như thế nào? À. Ngày 10 tháng 1 năm 2017. Anh nhớ luôn, lúc đó thì em có làm trong công ty ở Tân Bình. Thì em có quen với cô bạn này nè, mới quen có một tuần thôi. Thì hai đứa rất là hợp nhau. Cô mới nói thôi để cái... mà mình làm mai cho Vân. Cái anh này cũng Bình Định luôn mà anh dễ thương lắm. Cái nó thôi không làm mai gì hết trơn, người ta đang quyết tâm kiếm tiền xây nhà không chịu. Nhưng mà cô bạn đó cố tình tạo ra cái bữa mà gặp mặt mà em và anh không biết luôn. Xong cái hôm đó là lúc 4 giờ chiều anh tới. Lúc đó là em đang nhận làm trong nhà thi đấu Phú Thọ, làm hội chợ đó. Thì anh tới nguyên một cây đen luôn, trên đầu từ đầu xuống chân mặc đồ đen hết. Anh đem theo 3 ly nước sinh tố, anh để cho em, cho hai bạn kia nữa. Xong cái tối đó anh gọi điện cho em hỏi về chưa. Em nói dạ chưa về anh ơi, mà tự nhiên mất cái thẻ xe rồi. Cái thẻ xe đâu tìm không thấy nữa, mà không, lúc 10 giờ đêm rồi không có về được. Mà điện thoại của em là cũng vừa hết pin luôn. Là anh nói thôi đứng đó để anh qua anh đón về. Xong cái cúp máy luôn. Mà nhà thi đấu Phú Thọ thì rất là nhiều cổng, mà em đứng một cổng duy nhất đó, ảnh cũng tìm đúng luôn rồi anh chở em về. 11 giờ kém. Thiên duyên tuyền định. Dạ. Thiên duyên tuyền định. Dạ. Bây giờ để hỏi ổng nè, bây giờ em gặp vợ em cái hôm ở cái hội chợ đó, đó thì cái cảm giác em sao? Cái ấn tượng của em gặp bạn thì em cũng nghĩ là nhìn bạn thì thấy cũng đồng hương, cũng nhìn thấy cũng xinh xinh thôi, chứ mình cũng nghĩ là sẽ gọi là tống cân tìm hiểu hay quen chưa biết gì cả. Chưa có gì hết. Dạ. Thì tình cờ mà lúc đó bạn kêu giờ chưa về mà giờ mất ví xin nữa, em lại lo mình tới mà thấy đồng hương của mình giờ như vậy thì em đó là quyết định tới gặp và chở đi. Và từ đó mà em cũng bữa nào cũng tới hội chợ để nhìn chút rồi mới về. Nhưng mà anh chị biết sao không? Cái thẻ xe đó ngày hôm sau em mới biết là nó nằm trong túi áo của cô bạn kia. Mà lúc sáng em chở bạn đi làm để trong túi áo của bạn, cô bạn về trước. Vậy đó. Thế là nó là cái duyên rồi. Một khi cái bà Mai đó, bà đã nói là phải giới thiệu bà với ông này là cái chuyện gì tới nó phải tới. Nhưng mà sau hôm đó thì em cũng xin nghỉ công ty, em chuyển qua việc khác. Thì cái bạn trong đó nữa, bạn cũng chuyển về quê luôn. Tới bây giờ tụi em cũng không có cơ hội nào để gặp lại nhau nữa. Cảm ơn, hôm nay là có dịp thì giờ nói một câu cảm ơn đúng bạn rồi. Đó nhờ bạn đó mình mới gặp được cái người đàn ông này đó. Đây đó, bạn đó rồi đó. 3 năm rồi bây giờ mới có dịp lên đây để gửi lời cảm ơn đến Hằng. Cảm ơn Hằng rất là nhiều vì đã gửi tới cho mình một bạch mã hoàng tử. Rồi nè, bao lâu thì cái tình cảm nó mới lớn dần lên? Vào một cái
buổi chiều nó cũng rất là gần cái đợt mà gần đầu tiên đó. Bao lâu cách nhau? Ba đêm thôi. Đêm thứ ba đó. Ba đêm. Lâu lắm. Quá lâu. Cách nhau tới ba đêm mới tỏ tình chứ. Cái đêm thứ ba này nó là mình tới mình phụ bạn để bán hàng. Xong cái buổi đó thì mình mời bạn đi cà phê. Lúc đó là có rất nhiều cái chuyện buồn. Và mình thấy là tự nhiên nó đồng cảm với nhau. Cái thời gian mà gặp anh á là cũng là cái khoảng thời gian em gặp rất là nhiều chuyện buồn và áp lực. Anh là người tới và lắng nghe em nhiều nhất. Em kể hết rồi anh cũng khóc. Anh khóc rồi anh nắm tay em thật là lâu. Xong rồi cái anh hôn lên má của em. Trên má em có một cái bớt nè. Rất là lớn. Mà hồi trước tới giờ là chỉ có mỗi mình mẹ em là hôn lên cái má em thôi. Mẹ hay nói là mẹ xin lỗi con nha, mẹ không muốn như thế này đâu. Con đừng có buồn mẹ. Tự nhiên khoảnh khắc đó em nhớ mẹ em vô cùng và em nghĩ là chồng của mình ở đây rồi chứ không có đâu khác nữa. Sau 3 tuần sau đó là ảnh tỏ tình và anh đâu muốn cưới em. Cái con số 3 không đó em? Dạ. Sao 3 đêm? Sao 3 cái mà cái sự kiện mà đáng nhớ để em tụi em quyết định đến với nhau á. Sau 3 tuần thì em có chở vợ em đi xe máy từ Sài Gòn về Bình Định. Để... trong đêm luôn á chị. Trời ơi, nhưng mà chắc là phải nghỉ đúng không? Dạ, đi em về tới Nha Trang em nghỉ rồi đi đi tới... nghỉ thì sao? Đi một nghỉ. Lèo á là chết luôn á. Còn nghỉ rồi nghỉ ở khách sạn hả? Dạ chắc là vậy. Ở đêm đó tình hình phòng có em thuê hai giường. Hai giường á. Thật sự là chồng em là một mẫu người mà truyền thống. Hợp với em. Khi mà đám hỏi về rồi em mới dám dọn về chung ở chung với nhau. Rồi. Cái lúc đầu tiên, cái kỷ niệm đầu tiên mà khi mà hai đứa em bắt đầu dọn về ở chung với nhau á, em còn nhớ cái cảm giác như cái kỷ niệm đó không? Dạ, tới bây giờ em không quên được. Trời ơi, giờ kể, em mới biết là chồng mình thương mình như thế nào luôn. Lúc đó thì tụi em có thuê nhà trọ ở Tân Bình. Cái phòng cũng nhỏ thôi. Và nấu thì nấu ăn thì cái bếp ga mini á, nhỏ lắm. Xong cái một hôm em bật bếp ga sao tự nhiên bình ga phát cháy. Em hết hồn, em chạy ra nhưng mà ảnh là người chạy ra cửa trước. Anh chạy ra cửa nhanh hơn em luôn. Anh chạy ra, anh đứng đó, anh đứng anh nhìn em nhìn ảnh. Hai em nhìn nhau, xong nhìn cái bình bếp ga. Trong 2 giây thôi em suy nghĩ, nếu như mình không làm việc này thì ai sẽ làm? Em dũng cảm, em lao tới, em tắt bếp ga. Không em nhát, em sợ, em cái sợ cái gì mà nổ là rất là sợ. Em cứ nghĩ tới nó nổ là tiêu. Ông đúng là một người đàn ông của em đây rồi. Dạ, sao? Chỉ hỏi ảnh một câu thôi. Anh có còn thương em không? Em lúc đó xin lỗi với anh. Lúc đó xin lỗi, lúc đó tự nhiên cái phản xạ thôi em. Chứ anh cũng không cố tình anh bỏ chạy dễ đâu. Kỷ niệm thứ hai là cũng vào dịp cuối năm luôn. Thì vợ chồng em đi làm thì cũng có nhiều cái khó khăn. Thì khó khăn tài chính. Cuối tháng rồi mà hai đứa hết tiền. Mà còn đúng mấy ngàn để mua mì tôm thôi đó. Nhưng mà cũng còn may mua được 2 trái cà chua. Vậy mà hai đứa ngồi ăn ngon lành, cười nói chuyện rôm rã. Em cũng không hiểu được cái động lực nào. Cái thời gian đó là em đi làm gì? Dạ em rất là mê nghệ thuật. Em theo các nhóm, câu lạc bộ, các anh chị về diễn kịch nè, đóng phim, đóng MV. Rồi có đi hát với lại các cô bên câu lạc bộ nữa. Rồi như vậy là tụi em là cái giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất đúng không? Dạ. Bây giờ hiện tại, cuộc sống hiện tại còn khó khăn nữa không? Đỡ chưa? Dạ hình như là không khó khăn. Đó, như vậy là chúc mừng. Lâu rồi, đó. Lâu rồi là tụi em không khó khăn bây giờ nữa. Không kể chuyện buồn nữa. Kể vào cái ý chính của chương trình đi. Đại cái này ai cũng thích hết á. Nãy giờ nghe em khen ảnh không à. Vậy không biết có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm. Đó, nhiều lắm. Thứ nhất là chồng em ngủ ngáy. Người ta ngủ ngáy bình thường, còn ổng là theo tiết tấu, theo nhịp điệu nữa. Ông ngủ ngáy có trầm, có bổng rồi. Dạ đúng rồi, 9 giờ đêm mà tới 3 giờ sáng. Xong rồi từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng là ngủ là ngáy bự hơn nữa. Tức quá em đạp ông lọt giường luôn. Nhưng mà cái đó là không phải tật xấu đâu em ơi. Dạ. Chút xíu chị gửi message qua cho em một cái sự ngáy nó cũng tiết tấu vậy đó. Dạ cũng đau lòng lắm em. Đau lòng, đau đớn lắm. Và những người như vậy khổ tâm lắm. Dạ. Không muốn đâu. Ngủ nhiều khi có 15 phút mà cũng dữ dội lắm á em, tiết tấu đồ. Dạ. Mà cái đó tội lắm em. Tội mà tội hơn là mấy cái người mà quay clip lại đó. Ngủ là bị dính rồi đó. Dính hoài luôn á, ghét bây giờ không dám ngủ luôn. Không dám ngủ nơi công cộng. Rồi sao nữa? Tật xấu thứ hai là khi anh cọc tính lên là anh hay gườm em lắm. Đó kìa, gườm. Cái con mắt đã bự rồi còn gườm người ta. Mà em tính em là em dễ mũi lòng lắm. Giống như là tâm hồn bay bổng, người ta gườm mình cái mà.
Cốc liền vậy đó. Tủi thân đúng không? Dạ tủi thân, nó chắc chồng ổng thương mình nữa. Mà mỗi lần tủi thân gì sao? Em có năn nỉ không? Phải năn nỉ chứ, mà năn nỉ mà 3-4 tiếng mới xong. Thôi đi, không có đâu. Hỏi cứ ngồi im, họ cứ ngồi im nhầm nhìn em. Xong cái, sao vậy vợ? Sao vậy vợ? Hỏi 2 tiếng không có vậy thôi. Nằm xuống ngủ queo luôn. Tại vì... người ta vậy? Rồi, sao còn nữa gì nè? Nữa nè? Nhưng mà bây giờ em không, em nghĩ là em không có khóc nữa. Không nên khóc. Từ ngày mà nhận tham gia chương trình em coi mấy cặp đôi thì em nghĩ là khóc là sai lầm. Ừ. Em sẽ đổi chiêu khác. Đổi chiêu đúng không? Mỗi lần mà ông trừng em lên như nè, em sẽ sợ quá, sợ quá, sợ quá. Nhưng mà ông trừng lại tôi không? Đó. Như vậy đi. Là coi như là chừng nào áp dụng? Ngay sau hôm nay. Rồi bây giờ nè, tới em đó cũ. Cô ấy có tật xấu gì không? Cái mà em không khắc phục được, nó có tình huống nó xảy ra nhanh quá, mình cứ phản xạ mình liếc qua dài thôi, là vợ em khóc. Thứ hai á là khi mà vợ chuyển từ Sài Gòn về Bình Định sinh sống thì thực sự là rất là nhớ sân khấu, nhớ nghề, thì thường hay buồn buồn nhiều lúc tâm trạng. Còn ngoài ra em cũng không thấy là vợ rất là thương chồng và chăm hết mình chăm sóc con. Ủa vậy cuối cùng nãy giờ xấu đâu. Không có gì xấu chứ. Hai vợ chồng này bưng bít cho nhau quá. Dạ không có đâu. Không có đâu. Nãy giờ kể không đi tầng xấu gì chơi cái nhòi. Mà với cặp này thì mình cũng có gì để mà mình khuyên nữa. Đúng. Bởi rồi. Vì cuộc sống đang rất là viên mãn nè. Có em bé một tuổi rồi. Chỉ có mong là hai bạn hạnh phúc hoài như thế này luôn. Với lại nếu có điều kiện thì em có thể vẫn có thể đeo đuổi được cái đam mê của mình. Bằng cách nào đó mà tự em có thể, ví dụ như YouTube thì chị thấy bây giờ cũng được rồi đó. Có nghĩa là em vẫn có thể đáp ứng được cái đam mê của tự mình phát huy. Đó nha, và chúc cho cái kênh YouTube của em sẽ nhiều subscribe nha. Dạ, mau sớm nhận được nút vàng. Rồi, chúc cho các em hạnh phúc nha. Xin tạm biệt. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio hỗ trợ cho người bị đái tháo đường đang sử dụng thuốc hạ đường huyết. Với 5 thành phần, Ala đã được nghiên cứu và chứng nhận lâm sàng về hiệu quả, đặc biệt là chuyển hóa đường thành năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản theo tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nhật. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ chăn ra gối nệm cao cấp đến từ Edena. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ son môi Zurika Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước dùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và bây giờ chúng ta hãy đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nhau nha. Nghe kỹ câu hỏi nè. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất? Để xem coi, à mối ghét ăn món gì nhất? Cá. Bi. Cá. Bên đây, vợ cũ ghét món gì? Nghệ. Ê, không có ghi nghe chưa? Ông chưa ghi nha. Rồi, không biết luôn. Kính thưa quý vị, với kết quả vừa rồi thì vợ chồng của Bi và mối sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Chọn đi các em. Màu gì? Dạ, màu vàng. Hai em chắc chọn màu đỏ đúng không? Màu gì? Dạ, thích màu nào? Màu xanh đi. Màu hồng của tôi. Màu hồng của tôi. Bây giờ Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. Mời bà con chúng ta đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2. Khui. Wow. Chúc mừng cặp vợ chồng của Cửu nha. Hôm nay vợ của bạn bờ môi đã xinh rồi, sẽ xinh hơn với một bộ son môi Zurika. Hai vợ chồng đêm nay sẽ ấm áp, sẽ mỹ mãn hơn với bộ sản phẩm chăn ra gối nệm đến từ Edena. Wow. Và kính thưa quý vị, như vậy thì thời lượng phát sóng của chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận cảm ơn nhãn hàng Alabio Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành với các cặp vợ chồng son. Và chúng ta sẽ không thể nào không gặp nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.
anh muốn mời